Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2671. Truyền âm xong, trên mặt Đường Tuấn hiện ra một nụ cười trêu tức, nói, Huyền Bạch, tôi nghe nói anh rất muốn bái tôi làm sư phụ, thậm chí hai ngày nay đã lấy thân phận đệ tử của tôi tự xưng cho mình. Vậy bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh quỳ xuống bái sư, tôi có thể thu nhận anh làm đệ tử. Nếu như là trước, Huyền Bạch nghe được những lời này, chỉ sợ đã sớm quỳ xuống. Nhưng giờ phút này gân xanh trên mặt anh ta nhảy lên, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ và phẫn nộ. Mà sinh viên của trung tâm y tế dưới sân khấu, lại trầm mặc không nói nên lời. Cho dù bọn họ có ngốc đến đâu, họ cũng có thể nghe ra địch ý không chút che giấu của Huyền Bạch từ những lời vừa rồi Huyền Bạch nói với Đường Tuấn, thậm chí có thể nói Huyền Bạch muốn dẫm lên ngôi vị của Đường Tuấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà bây giờ, chẳng qua tình thế ngược lại mà thôi. Huyền Bạch thờ ơ, Đường Tuấn cười lạnh nói, hiện tại cảm thấy không thể kéo mặt xuống sao. Sắc mặt Huyền Bạch lúc xanh lúc đỏ, hai tay anh ta nắm chặt lại. Từ khi sinh ra đến bây giờ, anh ta đều hưởng thụ ánh mắt sùng kính của vô số người, mà hiện tại những ánh mắt này lại làm cho anh ta không có đất dung thân, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Hai tròng mắt anh ta hơi đỏ thẫm, giống như một con dã thú bị bước đến đường cùng, nói tôi không tin. Anh có bản lĩnh gì, anh không thể nào là bác sĩ lớn được. Anh ta nhìn về phía Quân Huyền Sách và các lãnh đạo cao cấp của trung tâm y tế, nói, giám đốc, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, có vài người chỉ sợ mưu đồ bất chính, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Còn có bác sĩ Ôn, anh ta là đồng bọn cũng phải điều tra, hai người bọn họ nhất định có cấu kết, muốn gây bất lợi cho trung tâm y tế. Nếu đám người Quân Huyền Sách chưa từng thấy qua y thuật của Đường Tuấn, có lẽ thật sự sẽ tiếp nhận đề nghị của Huyền Bạch. Nhưng hiện tại, lời nói của Huyền Bạch chỉ làm cho sắc mặt của mấy vị lãnh đạo trung tâm y tế thêm lạnh lẽo, đặc biệt là Ôn Chính Sơ, trong mắt anh ta càng hiện ra lửa giận. Ngay cả sắc mặt Quân Huyền Sách cũng trầm xuống, ông ta nói với Huyền Mông, ông mang anh ta trở về đi. Từ nay về sau, Huyền Bạch không còn là sinh viên của trung tâm y tế nữa. Huyền Bạch quả thật là thiên tài, nhưng anh ta có thể so sánh với Đường Tuấn sao? Quan trọng hơn, trung tâm y tế không có cách nào khoan dung với hành vi như vậy. Huyền Bạch sửng sốt, trong mắt anh ta lộ ra vẻ bối rối. Nếu cứ như vậy bị đuổi ra khỏi trung tâm y tế, hơn nữa cách đây không lâu anh ta còn nói những lời như vậy với Huyền Mông, có thể nghĩ đến tình cảnh tương lai của anh ta nhất định sẽ rất khó khăn. Trong lòng càng không cam lòng, Huyền Bạch giận dữ quát, trung tâm y tế bất công, loại người như Đường Tuấn lại có thể trở thành giảng viên cao cấp, còn được người ta gọi là bác sĩ lớn. Thật sự là buồn cười. Nơi bẩn thỉu như vậy, tôi không cần. Không thể không nói, những lời này của Huyền Bạch vẫn có chút. Chương 2672. Anh ta ở trung tâm y tế vốn đã được rất nhiều người theo đuổi, lúc này rất nhiều sinh viên đều bởi vì những lời này của anh ta mà sinh ra một tia bất mãn cùng hoài nghi đối với trung tâm y tế. Trong lòng Quân Huyền Sách căng thẳng, ông ta cũng không nghĩ tới sự việc lại phát triển đến mức độ này. Một sinh viên dĩ nhiên có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu người được hâm mộ tam quan bất chính, không thể trở thành tấm gương tốt, vậy đối với sự phát triển của trung tâm y tế ngược lại là một loại nguy hại. Giờ khắc này, trong lòng Quân Huyền Sách không khỏi nghĩ đến những thứ này. Cho tới nay, lãnh đạo cao cấp của trung tâm y tế đều rất tán thưởng và coi trọng Huyền Bạch, thậm chí Quân Huyền Sách đã tính toán bồi dưỡng anh ta làm giám đốc tiếp theo của trung tâm y tế. Cho nên danh vọng của Quân Huyền Sách trong quần thể sinh viên đương nhiên càng cao càng tốt, nhưng hiện tại xem ra ông ta vẫn còn thiếu suy nghĩ. Nếu sau này lại xuất hiện loại người như Huyền Bạch, tư tưởng càng cực đoan, vậy chẳng phải là có thể dao động trung tâm y tế, thậm chí phân hóa trung tâm y tế. Tâm trạng Quân Huyền Sách phức tạp, ông ta đành phải nhìn về phía Đường Tuấn, lúc này tình hình phát triển đã nằm ngoài sự khống chế của ông ta. Đối mặt với sự chất vấn của Huyền Bạch, nếu Đường Tuấn không thể đưa ra một câu trả lời tốt, đối với thanh danh của Đường Tuấn và trung tâm y tế đều là một đả kích rất lớn. Ngay cả Huyền Mông chuẩn bị bắt đầu làm cũng dừng lại, rất hiển nhiên, ông ta cũng nghĩ đến những thứ này. Ánh mắt Huyền Bạch lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nụ cười có chút đắc ý dữ tợn. Bất luận Đường Tuấn làm gì kế tiếp, anh ta cũng đã nghĩ được đối sách rồi. Đường Tuấn lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Xem ra những thứ như này cũng không phải chỉ có duy nhất ở địa cầu, ngay cả vũ trụ cũng có không ít. Chỉ là như vậy không khỏi quá coi thường anh. Nếu anh muốn xem, tôi sẽ cho anh xem một chút. Đường Tuấn nhẹ giọng nói,
Dứt lời, một luồng khí màu vàng nhạt có độ bằng cánh tay trẻ con từ đỉnh đầu Đường Tuấn hiện ra. Luồng khí tản ra một loại hương thơm nhàn nhạt, như dược hương, lại giống như hương hoa sen. Dược khí kim liên. Dưới sân khấu rất nhiều sinh viên của trung tâm y tế đều nhận ra công pháp Đường Tuấn đang thi triển, bọn họ nhẹ giọng hô lên. Dược khí kim liên, thay đổi bản chất pháp lực của bản thân, làm cho pháp lực sinh ra dược tính nhất định, đạt được hiệu quả chữa bệnh cứu người. Môn công pháp này ở trong bộ sưu tập của trung tâm y tế mênh mông như biển khói, nó chỉ có thể xem như cấp bậc bình thường, gần như mỗi học sinh đều từng tu luyện qua. Nhưng cuối cùng hầu như tất cả đã từ bỏ. Chương 2673, sự lựa chọn sai lầm. Nghe nói tầng thứ cao nhất của dược khí kim liên có thể ngưng luyện ra 9 đạo, nhưng mỗi một đạo sẽ tăng thêm gánh nặng gấp đôi đối với bản thân, hơn nữa loại gánh nặng này là theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Nói cách khác, tu tập môn công pháp này, cảnh giới hóa thần cũng sẽ không có ưu thế so với cảnh giới nguyên anh. Nếu như muốn tu luyện dược khí kim liên tới tầng thứ cao nhất, như vậy người tu luyện phải có thể thừa nhận ít nhất với pháp lực tương đương gấp 9 lần gánh nặng của bản thân. Huyền Bạch thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói anh thật đúng là biết chọn. Nhưng anh không biết tôi cũng từng tu luyện qua dược khí kim liên đi. Mọi người ngẩn ra, nhất thời bọn họ nhớ tới một chuyện. Huyền Bạch không chỉ tu luyện qua được khí kim liên, hơn nữa còn lập ra một kỷ lục, anh ta tu luyện 3 năm, cuối cùng cũng luyện ra 5 đạo dược khí kim liên. Ở trước mắt trong trung tâm y tế anh ta xếp thứ hai, người xếp thứ nhất là giám đốc Quân Huyền Sách, Quân Huyền Sách cũng luyện ra 5 đạo dược khí kim liên. Nói cách khác, trình độ của Huyền Bạch ở cửa công pháp dược khí kim này vượt qua tất cả mọi người trong trung tâm y tế ngoại trừ Quân Huyền Sách ra. Nghĩ đến đây, rất nhiều người không khỏi mong chờ. Cùng một công pháp là tiêu chuẩn tốt nhất để kiểm tra tài năng và sức mạnh. Đường Tuấn có thể luyện bao nhiêu dược khí kim liên? Mà Ôn Chính Sơ và những người khác trên sân khấu có một chút lo lắng. Cho dù thiên phú của Đường Tuấn có yêu nghiệt cỡ nào, nhưng tu luyện dược khí kim liên chưa được bao lâu, 3 ngày này cũng chưa tới, dù thế nào anh cũng muốn vượt qua Huyền Bạch. Sự lựa chọn sai lầm. Trong nội tâm Ôn Chính Sơ thầm than một tiếng. Những người lãnh đạo của các trung tâm y tế khác đều có thần sắc ảm đạm, như thể họ đã nhìn thấy một kết cục không tốt. Ngay khi các đệ tử và giảng sư trong đám người bọn họ có suy nghĩ khác nhau, dược khí kim liên trên người Đường Tuấn lại biến đổi nhanh chóng hóa thành 2 tia. Nó chỉ là 2 tia mà thôi, rác thải. Huyền Bạch khinh thường nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, dược khí kim liên của Đường Tuấn lại biến thành 3 tia. Sau đó, dược khí kim liên giống như cánh sen nở rộ, không ngừng tăng lên. Cuối cùng, 9 sợi kim dược kim liên xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Tuấn. 9 sợi dược khí chuyển động theo khí tức của Đường Tuấn, tạo thành hình dạng giống như một đóa hoa sen đung đưa trong gió. Chương 2674, nghiệp chướng. 9 sợi dược khí kim liên. Vậy mà ngưng tụ ra 9 sợi. Trên sân khấu vang lên tiếng thở hổn hển, mọi người đều nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt không tin. Trong ghi chép của trung tâm y tế cất chứa dược khí kim liên, vẫn chưa có ai ngưng tụ ra 9 dược khí, Đường Tuấn có thể nói là người đầu tiên. Tâm niệm của Đường Tuấn chuyển động, 9 dược khí kim liên bay khỏi cơ thể anh và xuất hiện phía trên hội trường. Sau đó, 9 sợi dược khí kim liên xoay tròn, sau đó từng đợt hương thơm tỏa ra. Thơm quá! Mọi người dường như đều chìm đắm trong hương thơm này. Một lúc sau, sắc mặt của những người này lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Những nội thương trên cơ thể tôi đã lành một nửa. Chí lực của tôi đã tăng lên 1/10. Khi mọi người hít mùi thơm vào, bọn họ đều phát hiện ra tất cả sự kỳ lạ trong cơ thể mình. Uống hết nửa chén trà, Đường Tuấn thu hồi dược khí kim liên về. Trên mặt anh cũng lộ ra ý cười, công năng của dược khí kim liên cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Trong hội trường chính im lặng một lúc, sau đó mọi người cúi người với Đường Tuấn và nói lời cảm ơn bác sĩ Đường. Vừa rồi Đường Tuấn tỏa ra dược khí kim liên, tất cả bọn họ đều thu được rất nhiều lợi ích. Huyền Bạch sững sờ tại chỗ, anh ta vốn là muốn chất vấn Đường Tuấn không phải luyện chế dược khí kim liên, nhưng hiện tại lại không nói không nên lời. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Đường Tuấn, trong mắt Huyền Bạch chợt lóe lên một tia hung ác. Anh ta thu thập pháp lực của mình, một chưởng đánh vào đầu Đường Tuấn. Anh làm cho tôi thân bại danh liệt, thì anh sẽ phải chết. Trong nội tâm Huyền Bạch giống lên. Nghiệp chướng.
Quân Huyền Sách là người đầu tiên phản ứng và hét lớn. Tay áo phất một cái, Huyền Bạch bay ra phía sau. Quân Huyền Sách không có ý định nương tay, ông ta đến bên cạnh Huyền Bạch như thể dịch chuyển tức thời, đặt lòng bàn tay lên bụng Huyền Bạch, lạnh lùng nói, vì mặt mũi của nhà họ Huyền, tôi sẽ giữ cho cậu một mạng, những gì tôi đã dạy cậu ở trung tâm y tế, bây giờ rút lại tất cả. Nói xong, một luồng pháp lực trào ra từ lòng bàn tay của Quân Huyền Sách, sau đó xông thẳng vào cơ thể Huyền Bạch, phá hủy 7-8 phần kinh mạch của Huyền Bạch cùng một lúc. Huyền Bạch phun ra một ngụm máu, trên mặt tràn đầy không muốn cùng sợ hãi. Dù còn sống, nhưng tu vi và y thuật của anh ta đã bị hủy hoại, giống như người bình thường. Đối với Huyền Bạch, tình huống này còn kinh hoàng hơn cả cái chết. Chương 2675 cuối cùng thì lễ khai giảng này cũng vội vàng kết thúc. Huyền Bạch liên tục mắng nhiếc trung tâm y tế đối xử bất công, mắng Đường Tuấn làm bộ. Nhưng lúc này cũng không có mấy người thông cảm cho anh ta, nói cả đúng sai đều ở lòng người. Tất nhiên, cũng có một số cô gái trẻ cảm thấy hành động của Quân Huyền Sách là quá tàn nhẫn và không nên ra tay tàn nhẫn với Huyền Bạch như vậy. Nhưng ngay sau khi họ phát ra âm thanh, Quân Huyền Sách đã trực tiếp xóa bỏ tư cách là đệ tử của trung tâm y tế. Quân Huyền Sách đã hạ quyết tâm chấn chỉnh trung tâm y tế, lúc này làm sao cho phép những cô gái còn chưa có tài phán đoán này lại được phép nói nhảm. Cuối cùng thì lễ khai giảng này cũng vội vàng kết thúc. Ngoài Huyền Bạch, hơn chục đệ tử cũng bị loại khỏi trung tâm y tế. Đối với cái trường Phong Ba, trung tâm y tế đã sớm đưa ra thông báo. Sau lễ khai giảng, Đường Tuấn lại bị Quân Huyền Sách và một nhóm lãnh đạo của trung tâm bác sĩ kéo vào tòa nhà 3 tầng. Dưới câu hỏi của Quân Huyền Sách và những người khác, Đường Tuấn đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc tu luyện dược khí kim liên. Quân Huyền Sách tại chỗ luyện thêm một sợi dược khí kim liên, những người khác cũng thu được không ít. Chỉ là, dược khí kim liên bọn họ luyện chế kém hơn Đường Tuấn rất nhiều, cho nên mọi người cũng không nghĩ nhiều, dù sao Đường Tuấn đã luyện được 9 sợi rồi, cho nên có chênh lệch là chuyện bình thường. Sau khi giải tỏa sự nghi hoặc của mọi người, Đường Tuấn hỏi Quân Huyền Sách nói, giám đốc, trung tâm y tế có còn một số cuốn sách cổ không? 2 ngày qua anh đã đọc hơn nửa số sách trong trung tâm y tế, dù đã thu hoạch được một số lợi ích nhưng anh vẫn không có manh mối gì về tung tích của mật tàng thần quân. Đó là lý do tại sao anh muốn hỏi Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách trầm tư một lúc, rồi lắc đầu nói, những cuốn sách của trung tâm y tế là những cuốn mà cậu đã từng xem. Nếu cậu muốn xem những cuốn cổ hơn, cậu có thể đến trung tâm y tế Đà Nẵng, hoặc trụ sở chính của trung tâm y tế. Đường Tuấn nghe vậy, trong nội tâm thở dài. Trung tâm y tế Đà Nẵng, nhưng có hợp thể cảnh đỉnh phong chấn giữ. Còn trụ sở chính của trung tâm y tế thì có động hư cảnh chấn giữ. Với thực lực hiện tại của anh si tới 2 nơi đó, chưa nói tới việc có thể tiếp cận những sách đó hay không, e rằng ngay cả an toàn của bản thân cũng không được đảm bảo. Đường Tuấn, nếu cậu có hứng thú với sách cổ, có thể có một nơi ở quận Đan Dương có thể giúp cho cậu. Lúc này, Huyền Mông đột nhiên nói. Đường Tuấn hai mắt sáng lên, hỏi, ở đâu? Huyền Mông nói, nhà họ Thác Bạc ở huyện Huyền Thủy. Ông ta giải thích, mặc dù nhà họ Thác Bạc hiện đang nép mình ở huyện Huyền Thủy, nhưng đã là một gia tộc rất quyền lực từ lâu. Thậm chí có truyền thuyết cho rằng gia tộc Tức Bạc có cùng một nguồn gốc với Chu Tước Thần Quân, nhưng những truyền thuyết này vẫn chưa được xác nhận là đúng. Chương 2676, sức mạnh của Long Uy này không tầm thường. Xem ra tôi phải đến Thác Bạc ra một chuyến. Đường Tuấn trong lòng khẽ động, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, anh thầm nói, vừa vặn, Thác Bạc Tuyết Tình vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Ngay lập tức, Đường Tuấn nói với Quân Huyền Sách rằng anh sẽ đến nhà Thác Bạc, Quân Huyền Sách vui vẻ đồng ý. Dù sao, ông ta phải cố gắng hết sức để lôi kéo một nhân tài như Đường Tuấn. Chỉ là ông ta nói với Đường Tuấn đừng quên chuyện nhập học, một thời gian nữa trung tâm y tế Đà Nẵng có khả năng sẽ đến kiểm tra, để Đường Tuấn trở lại trước đó. Cùng ngày, Đường Tuấn cưỡi Cửu Viêm Hạc Hỏa ra khỏi trung tâm y tế và đến nhà Thác Bạc. Trên bầu trời cao, Cửu Viêm Hạc Hỏa đang bay nhanh, Đường Tuấn đang ngồi ở trên lưng nó. Một tia khí tức màu vàng nhạt từ trong cơ thể anh tuôn ra, chính là dược khí kim liên. Chỉ là, dược khí kim liên anh ngưng tụ lúc này còn dày hơn so với lúc bày ra ở trung tâm y tế. Không ngờ tác dụng chữa bệnh của loại dược khí kim liên này lại tốt như vậy.
trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng. Ban đầu anh chọn dược khí kim liên, chẳng qua là anh thấy loại công pháp này có chút mới lạ. Nhưng khi đi sâu vào tu luyện, anh thấy rằng dược khí kim liên đối với thương thế của anh có tác dụng phục hồi rõ rệt. Cảnh trước mắt là một đám màu trắng hỗn độn, không thể phân biệt phương hướng, thần niệm cũng vô dụng, trong trường hợp này, nỗi sợ hãi không rõ dần dần chiếm lấy bản thân, dần dần mất kiểm soát. Đường Tuấn chậm rãi bước đi, tiếng rồng gầm vang lên từ trong hỗn độn, một cỗ long uy yếu ớt khuếch tán trong không gian, chấn động toàn bộ sinh vật dám bước vào thế giới này. Mặc dù Đường Tuấn là thể hỗn độn, thể chất đặc thù chỉ đứng sau thể tiên linh, nhưng lúc này, anh cảm giác được linh hồn của mình bị biến dạng. Sức mạnh của long uy này không tầm thường. Trong nội tâm Đường Tuấn khẽ động, cách đây không lâu, anh còn cảm nhận được khí tức huyết mạch long tộc hoàng giả từ trong cơ thể Ngao Vấn Thiên, còn đáng sợ hơn cả rồng thường, có thể trấn áp hầu hết đối thủ từ trong huyết mạch bổn nguyên. Giờ phút này, long uy này còn đáng sợ hơn cả Ngao Vấn Thiên. Đúng lúc này, trên một khu đất cao bên ngoài vùng đất hóa rồng có những cột đá dày như hai người ôm không xuể, trông giống như một rừng cột đá. Ngao Nguyên, Ngao Vấn Thiên và một vài trưởng lão trông giống như ong tộc đang đứng trên những cột đá cao nhìn xuống vùng đất hóa rồng ở bên dưới. Ngao Vấn Thiên đứng ở vị trí phía trước, hai tay vắt sau lưng, cơn gió mạnh làm áo choàng của anh ta bay phấp phới. Bên cạnh Ngao Vấn Thiên, một ông già râu tóc bạc trắng đứng cạnh nhau. Về phần những người long tộc khác, tất cả đều đứng sau lưng của hai người. Chương 2677 thân là long tử, cậu không nên chống lại. Khóe môi ông già khẽ nhếch lên tươi cười nói, Vấn Thiên, cậu có hài lòng với lần hôn sự mà Long Thần Đại Nhân đích thân an bài cho cậu không? Thủy Miểu Miểu là thiên kiêu chi nữ của hải tộc, tuy tu vi kém hơn cậu một chút nhưng có thể coi là đứng đầu thế hệ trẻ, xứng với cậu. Giọng nói vừa rơi xuống, mặt mấy người trong Long Tộc phía sau hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng là mới biết tin tức này. Phải biết rằng cả hải tộc và Long Tộc đều là một trong những tộc mạnh nhất trên thế giới. Còn có tôn giả cấp chiến lực chấn giữ. Một khi có quan hệ thông gia, tương đương với ràng buộc với nhau, hai gia tộc sẽ không sợ bất kỳ thế lực nào. Ngao Vấn Thiên sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống, có chút xấu hổ nói, đại trưởng lão, ông nên biết tôi hoàn toàn không thích cô ấy. Nụ cười của đại trưởng lão biến mất, ông ta vỗ vai Ngao Vấn Thiên nói, tôi biết điều này có chút không công bằng với hai người, nhưng quan hệ thông gia này là do Long Thần và Thiên Vương đích thân an bài. Hai người bọn họ an bài như vậy hẳn là có thâm ý gì trong đó. Thân là long tử, cậu không nên chống lại. Ngao Vấn Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút buồn bã, không kìm được lòng mà nắm chặt tay. Nếu có thể, anh ta thực sự muốn làm trái lại, vì anh ta cũng có những người mà mình thích. Đại trưởng lão thở dài, nhưng không có nói nhiều về vấn đề này. Ông ta suy tư một chút nói, Ngao Nguyên, cậu và Đường Tuấn quen thuộc hơn. Cậu cho rằng cậu ta có thể đi đâu? Ngao Nguyên suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, có lẽ ở từ tầng 3, tầng 4 tầm đó. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói, một người ngoại tộc có thể đạt được loại thành tích này cũng không tệ. Ngao Vấn Thiên vốn cảm thấy có chút phiền muộn, nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ khinh thường nói, nếu anh ta chỉ làm được như vậy, thì thật sự không xứng làm đối thủ của tôi. Vùng đất hóa rồng rất thần kỳ. Những làn xương trắng đó được trộn lẫn với năng lượng của sự sống, là vùng đất báu cho những người muốn đột phá cảnh giới thần quân. Long tộc chia người hóa rồng thành 9 tầng. Long uy ở tầng thứ 9 là yếu nhất và long uy ở tầng đầu tiên là mạnh nhất, nguyên lực sinh mệnh ẩn chứa trong đó cũng phân bố như thế. Đối với thái độ kiêu ngạo của Ngao Vấn Thiên, tất cả mọi người có mặt đều coi đó là điều hiển nhiên. Bởi vì cho đến nay Ngao Vấn Thiên đã hóa rồng 3 lần rồi. Lần tồi tệ nhất là ở tầng 2, lần tốt nhất là ở tầng 1. Dù nôn ra máu lần cuối nhưng anh ta vẫn tự hào về bản thân. Đại trưởng lão vuốt râu nói, Vấn Thiên, cậu trải qua tầng thứ nhất của Long Uy và sinh mệnh chi năng tẩy tẩy rửa mới đột phá thần quân, tiềm lực của cậu là vô hạn. Tài năng của Đường Tuấn là y thuật, cậu so đo với cậu ta cũng vô nghĩa. Những người đột phá sau khi được tẩy rửa bởi Long Uy và sinh mệnh chi năng mạnh hơn nhiều so với đột phá bình thường. Đây là quy tắc được Long tộc đúc kết từ đời này sang đời khác. Ngao Vấn Thiên lạnh lùng nói, y đạo dù sao cũng chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Chương 2678, đến gặp tôi cậu sẽ biết. Bây giờ,
trong 6 vị tôn giả của Trung ương Tinh Hải có bao nhiêu người dựa vào y đạo để xưng tôn. Nếu anh ta mù quáng mềm muội mà bỏ bê tu luyện, thì cùng lắm chỉ có thể trở thành thần y, còn mục tiêu của tôi chính là tôn giả, mục tiêu của chúng tôi là bất đồng, đã xác định trước anh ta sẽ bị tôi cách xa. Đại trưởng lão hơi nhướng mày nói, Vấn Thiên, thật tốt khi cậu có cái nhìn sâu sắc này, nhưng cũng không thể xem thường y đạo. Y đạo đã đến tận cùng, cũng có khả năng ma lực khó lường. Ngao Vấn Thiên không đáp lại nữa, anh ta liếc nhìn vùng đất hóa rồng bên dưới và chế nhạo, bây giờ tôi chỉ mới lên đến tầng 5. Lầm bầm giống như một người đàn bà, thật lãng phí thời gian của tôi. Từ bên ngoài vùng đất hóa rồng, có thể cảm nhận được dấu vết của sự dao động pháp lực, dựa vào đó, có thể phán đoán những người bên trong đã đi đâu. Ở vùng đất hóa rồng, Đường Tuấn không vội vàng, anh đã biết lý do tại sao Chu Tước Thần Quân yêu cầu anh đến vùng đất hóa rồng. Long uy phân tán trong khoảng không xâm nhập vào các huyệt khiếu của anh, liên tục mài giũa và rèn luyện thân thể và pháp lực của anh, trong khi thế giới nhỏ đang dần dần hấp thụ sinh mệnh chi năng. Nếu muốn, anh có thể tiến về phía trước và hấp thụ nó với tốc độ gấp trăm lần tốc độ hiện tại, nhưng điều đó là không cần thiết. Lần này để tiến hóa rồng là một cơ hội tốt, và anh phải trân trọng nó. Nếu anh hấp thụ nó quá nhanh, Long tộc sẽ nhận thấy điều đó và buộc anh ta ra khỏi cùng đất hóa rồng. Vậy thì có chút không bù đủ cái đã mất. Đi được một lúc, trong nội tâm Đường Tuấn khẽ động, Long uy và sinh mệnh chi năng mạnh trở lại, xem ra đã tiến vào tầng thứ tư rồi. Trước đây Ngao Nguyên đã giới thiệu sơ qua cho anh tình hình của vùng đất hóa rồng, vậy nên anh cũng biết về 9 tầng. Tầng thứ tư gần như không có áp lực đối với anh, Đường Tuấn vẫn đi với tốc độ như trước. Trong lòng anh có chút hoang mang, làm thế nào mà vùng đất hóa rồng này lại ra đời? Tại sao nó lại có long uy và sinh mệnh chi năng? Hai điều này không sinh ra trong không khí sao? Một lúc sau, long uy và sinh mệnh chi năng cường hóa trở lại, Đường Tuấn bước vào tầng thứ ba. Bước chân của Đường Tuấn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên ngoài, Ngao Vấn Thiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu nói, quả nhiên chỉ có thể lên tầng ba thôi. Thất vọng, thực sự thất vọng. Vốn dĩ tôi cũng coi anh ta như một đối thủ ở đạo bên ngoài, nhưng bây giờ xem ra tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Trong vùng đất hóa rồng, Đường Tuấn sững sờ, bởi vì trong đầu anh vang lên một giọng nói lớn, xem ra trong địa cầu nhất mạch có một tu sĩ rất giỏi, lại là thể hỗn độn. Tiền bối là ai? Chương 2679. Thác Bạt Tuyết Tình châm chọc, quá đáng. Tôi quá đáng thế nào? Sách cổ trong sân núi cũng là nhà họ Thác Bạt tôi thu gom. Tôi cũng lừa anh ta. Trước đây trong hỏa hạc cốc anh ta dựa vào pháp bảo không biết tên mới hù dọa được cửu viêm hỏa hạc, khiến tôi không thể không tạm thời hứa với anh ta, nhưng bây giờ ở đây là nhà họ Thác Bạt của tôi, anh ta dám làm bừa, đừng trách tôi không khách khí. Cô ta nói xong thì dặn dò vệ sĩ, cứ làm theo lời tôi nói, cầm sách của sân núi cho anh ta, càng cũ càng tốt, như vậy mới có thể thể hiện thành ý của nhà họ Thác Bạt tôi. Vệ sĩ nhận được mệnh lệnh rời đi. Tuy rằng anh ta không hiểu sự việc cụ thể thế nào, nhưng anh ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được. Thác Bạt Hồng nhìn dáng vẻ kiên quyết của Thác Bạt Tuyết Tình, chỉ có thể thở dài trong lòng, hy vọng sự việc đúng như dự đoán của Thác Bạt Tuyết Tình, đừng mang tới một kẻ địch lớn cho nhà họ Thác Bạt là được. Vệ sĩ vừa rời khỏi, trong sảnh lớn đã truyền ra một tràng cười sang sảng, chủ nhân nhà họ Thác Bạt đúng là thoải mái, vậy chúng ta cứ hẹn như vậy là được. Nhất định, bác sĩ Lý đi nghỉ trước đi. Lát nữa tôi cũng là sai người mang đồ của anh. Qua, giọng nói của Thác Bạt Mạnh cũng vang lên. Thác Bạt Mạnh mang theo Lý Quân Thành cùng chàng thanh niên có khuôn mặt trắng nõn kia bước ra từ trong sảnh lớn. Đây chính là con gái Thác Bạt Tuyết Tình của ông nhỉ, gân cốt không tệ. Mấy ngày nay tôi sẽ ở lại nhà họ Thác Bạt, nếu như trên y đạo cô ấy có câu hỏi gì cứ tới tìm tôi sẽ cố gắng giải đáp cho cô ấy. Lý Quân Thành liếc nhìn Thác Bạt Tuyết Tình, khá khen ngợi cô mà nói. Thác Bạt Mạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nói, vậy đến lúc đó quấy rầy bác sĩ Lý rồi. Tuyết Tình, còn không mau cảm ơn bác sĩ Lý. Thác Bạt Tuyết Tình cũng vui vẻ vội vàng nói tiếng cảm ơn Lý Quân Thành. Y thuật của Lý Quân Thành có thể tốt hơn giảng viên trung tâm y tế quận Đan Dương nhiều, nếu như có ông ta chỉ dạy, cô ta chắc chắn có thể tiến bộ rất lớn. Lý Quân Thành nói xong, lập tức mang theo chàng thanh niên kia rời đi. Ba. Ba nói chuyện gì với ông ta vậy? Thác Bạt Tuyết Tình hỏi.
Thác Bạt mạnh khẽ than một tiếng nói, ông ta muốn xem tất cả sách cổ y thuật của nhà họ Thác Bạt ta. Thác Bạt Tuyết Tình thất thanh nói, ba đồng ý rồi. Thác Bạt mạnh gật đầu nói, Lý Quân Thành cho dù là thực lực hay y thuật đều lợi hại hơn nhà họ Thác Bạt chúng ta nhiều. Nếu như ba không đồng ý, nhà họ Thác Bạt e rằng sẽ gặp họa lớn. Hơn nữa, nếu như có thể nhờ vào mối quan hệ với Lý Quân Thành, vậy nhà họ Thác Bạt ta không hẳn không thể vùng dậy lần nữa. Mặc dù Thác Bạt Tuyết Tình có hơi bất mãn với cách làm của Thác Bạt mạnh, nhưng cô cũng biết ông ta nói không sai. Bây giờ nhà họ Thác Bạt quả thật yếu hơn Lý Quân Thành. Chương 2680. Đúng rồi, Tuyết Tình, vệ sĩ vừa nãy tìm con làm gì? Thác Bạt mạnh hỏi. Thác Bạt Hồng há mồm muốn nói, nhưng đã bị Thác Bạt Tuyết Tình chen ngang, không có gì, một tên ăn mày đến ăn xin mà thôi. Con đã sai vệ sĩ đuổi anh ta đi rồi. Thác Bạt mạnh cũng không đa nghi, con làm việc, ba rất yên tâm. Mấy ngày nay con mau nhân cơ hội học chút y thuật của Lý Quân Thành đi, rất có lợi với việc tu hành y đạo sau này của con. Nắm đấm của Thác Bạt Tuyết Tình siết chặt, cơ hội này tương đương với dùng gốc gác của nhà họ Thác Bạt đổi lấy, cô ta đương nhiên sẽ không lãng phí. Chú Hồng, loại chuyện nhỏ này không cần để ba biết. Chờ sau khi Thác Bạt mạnh rời khỏi, Thác Bạt Tuyết Tình mới nói với Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cửa nhà Thác Bạt, sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn đảo qua chiếc nhẫn không gian vệ sĩ đưa cho anh. Sau khi cảm nhận xong, sắc mặt Đường Tuấn âm u giống như muốn chảy ra nước. Trong nhẫn không gian chỉ có 100 quyển sách, nhưng cũng toàn là đồ thông thường, có vài cuốn thậm chí còn không hoàn chỉnh. Cô chủ cả của chúng tôi bảo tôi nói cho anh biết, những thứ này là đồ cô ấy đồng ý cho anh, bảo anh mau cầm đi. Ước hẹn giữa hai người đã thực hiện rồi. Vệ sĩ khinh thường nhìn Đường Tuấn. Sách trong sân núi ngay cả những quyển sách cổ đám vệ sĩ bọn họ tu luyện cũng không bằng. Đây là thứ đặc biệt dành cho những tên người hậu thân phận thấp hèn tu luyện. Mà Thác Bạt Tuyết Tình giao những quyển sách này cho Đường Tuấn, ý nghĩa trong đó ngay cả vệ sĩ như anh ta cũng hiểu, cho nên anh ta mới không khách khí với Đường Tuấn như vậy. Nghe xong lời của vệ sĩ, ánh mắt của Đường Tuấn càng âm u thêm mấy phần, anh nhẹ giọng nói, Thác Bạt Tuyết Tình, nếu cô muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi một ván với cô. Anh ném nhẫn không gian cho vệ sĩ nói, giao nhẫn không gian này cho cô chủ nhà anh. Nói với cô ta nếu trong vòng một ngày trong nhẫn không gian không có thứ tôi muốn, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá. Đồ của Đường Tuấn tôi có lẽ không tệ như vậy đâu nhỉ. Nhãi danh, anh dám uy hiếp cô chủ chúng tôi. Ánh mắt mấy tên vệ sĩ lạnh lẽo nhìn về phía Đường Tuấn. Bàn tay Đường Tuấn vừa nhấc lên, một luồng sức mạnh khổng lồ nặng như đồi núi đánh vào người mấy tên vệ sĩ, khiến bọn họ cùng nhau lui về phía sau. Nói với Thác Bạt Tuyết Tình. Bảo cô ta chuẩn bị kỹ đồ rồi sau đó giao tới cho tôi. Nếu không chờ lần sau tôi tới cửa sẽ không đơn giản như vậy nữa. Trong đầu mấy tên vệ sĩ đồng thời vang lên câu này, đợi lúc bọn họ bình tĩnh lại, Đường Tuấn đã biến mất không còn tăm hơi. Mau, mau đi báo cho cô chủ. Mấy tên vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, tỏ ra bối rối. Trong sân riêng của Thác Bạt Tuyết Tình, cô ta lẳng lặng nghe vệ sĩ báo cáo xong rồi thưởng thức nhẫn không gian trong tay. Sau đó cô ta nói, anh ta thật sự nói như vậy. Vệ sĩ nặng nề gật đầu, lo lắng nói, cô chủ, chuyện này có cần bẩm báo chủ nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2680.